Ôi, watch out Bella. Oh, bác này nó ngoài. Oh, xong lại bác bắn cái này. Ok, món ăn mình đã order xong rồi. Ok, mình sẽ ra ngoài chiến tranh lại. Lại mưa. Oh my god. Đó. Ok. Quá trời ngày hôm nay sao nhưng nó mưa quá. Ngầm nhầy sao nó mưa dữ dội. Không sao. Mình là đỡ đi, mình đi luôn. À, không có cái trò chơi cảm giác mạnh bạo mình nói kìa. Xong bên kia là có cái castle cái gì. Mình sẽ đi xuống đó đó. Đó, cái này là cái mà đi vòng vòng á đó. Cảnh giác mạnh cho mấy đứa nhỏ. Ok, mình coi mình chắc mình thử lắc của mình nha. Ngay đây hả, chọi bác bóng dỗ hay là mình chơi bắt dịch đây. Bắt mấy con dịch bên đây nè. Đó. Ok, thì mình bắt được lấy 2 con vịt đó thì là 6 đồng, 4 con vịt là 10 đồng. Trời, mấy người này hay thiệt, làm tiền dữ dội không? Đó, sao anh nít làm hay là mình tự chơi không? Nít làm đó, đó, bắt giống như vậy nè. Ừ, Bella chơi. Ok, Bella, just go pick the duck out. Đó, Bella vớt vịt nè, trời ơi, vớt 4 con luôn. Ấy, yeah, ok. Get 4 more, Bella. Trời ơi, 4 more, oh my god. Bella got it. Trời ơi, Bella lấy gì? Ok, good job, Bella. Did you see it? Did you get it, Bella? Yeah. Số bên dưới con dịch đó, nếu mà cái số bên dưới dịch mà cao á, mình lấy được mấy cái mà mấy cái prize mà lớn hơn, giống như mấy con mà bự bự hơn như bên kia đó. Oh, sorry nha, mình nói lộn lúc nãy. Action thì nó nói mình trả 2 đô thì mình guarantee mình lấy được cái con lodge đó. Mà nếu mà cái số này ở dưới con sâu con dịch nè, cho coi nè. Đó, nó có số 2. Sao rồi, nên mình cộng vô thành I don't know, let's see. Ok, let's push down there. Để mình coi mấy nhịp đó, mình cộng lên cái số nè. Đó, 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1. Thì mình coi, mình cộng nó vô thôi, mình lấy lựa chọn. Nếu mà nó biến thành nè cái số lớn thì mình lấy được cái con lớn hơn. You want the purple one or you want the pink one? Okay. Oh wow, good job. Thank you. Oh, castle. Mình đi vô castle này là mình đi cái ride ngay đó đó. Cái ride đó, bên đó. Mà mình không có đi. Mấy cái này hơi nhỏ quá, cái ride đó hơi mạnh bạo quá. Đi tìm coi còn cái gì nữa. Wow, cái gì coi, cái ride này nè. Ride này đi xuống dưới, đưa mình lên xong có thả mình xuống á. Wow. Ok, yeah, let's go. Nào mình tới là cái này gọi là Lego City. Ok. Ok, thêm mấy cái trò chơi nữa. Cái gì ơi nè, cái này á. Đây mình coi coi, cái này thì là nó nói bao nhiêu. Một cái là 3 đồng, 4 cái 10 đồng, một cái. Ok, đây để mình coi mình thử nha. Ok, còn bên đây là câu cá nè. Cái gì, câu cá không? Con cá. Còn bên đây là hai con, không phải là cá mà là, gọi là frog, là ếch. Hai con ếch là 6 đô, xong 4 con ếch là 10 đô. Mà nếu mình câu được mấy con nào lớn lớn thì mình lấy được mấy cái prize mà lớn hơn. Thì để coi mình thử nha. Are you ready, Bella?
Ba Lê sẽ câu cá. Ba Lê sẽ câu cá này các chị coi nha. Ok Ba Lê hold lên. Alright. Watch out Ba Lê. Oh. Nè câu cá nè. Wait. Ba Lê you got it? Look like this Ba Lê. Oh. Câu con nè. Yeah. Mình sẽ cộng vô coi coi được bao nhiêu điểm nha. Rồi lấy được cái chai rồi nó không phải nói được cái chai ngoài. Đó là lấy một cái. Đó, thằng cu được thả chuồng á, trời nó chạy quá trời luôn, vui quá. Chase. Trời nó chạy. Rồi bây giờ đến phiên dí nó đó. Phải chơi basketball mà để coi coi, mà mấy con nó cho không có đẹp mấy. Mà nó có basketball nè. Sao đó, ở đây nó có mấy trò chơi cho mấy đứa nít nè. Chụp ba tê, đồ. Có cái thuyền bên kia. Thằng cu nữa. Chay, đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, được thả chuồng đó. Trời ơi, nó chạy. À, còn bên đây để cho các vị chơi, các bạn chơi đua xe. Các bạn nhỏ là đua xe nè. Đó, mấy trò chơi cho mấy người. Mấy đứa nít nó chơi đua xe đó. Gọi đua xe thì chắc không đúng, lái xe thôi. Thuyền này cũng vui mà cái gì. Nè các bạn coi đi. Cái thuyền này á, nó đi vòng vòng về xong mình đứng trên đây mình xịt nước xuống họ hay là họ dưới đó họ xịt nước lên trên đây cũng được nè. Đó. Đó, xịt nước vậy đó. Cái này cũng vui. Đó. Team nghe khúc này á là gọi là pirate. Wow. Đó, cái gì nãy giờ mình không đi xuống nữa tại mình đang ôm hàng này nè. Con cu nó đang nè, đó. Ôm nó từ nãy giờ đó. Bế nó đi vòng vòng á mà còn quay cái này nữa thì thôi luôn á. Nhìn thấy chưa? Ôi giời. Ok, mình đang xách hàng đi lên thuyền. Chèo về Việt Nam. Đó. Đó, rồi, đó, con bò đó. Vậy rồi đó. Rồi, sắp sửa mình nên chiến đấu đó. Đi lên thuyền, ra khơi. Biển cả sông. Ok. Alright, Olivia. Go, jump in. Ok, ok, sit over here, Olivia. Sit on the floor. Ok. Mình sẽ soạn súng đại bác. Mình sẽ quay. Ok, you ready Olivia? À, cái gì á? Olivia, you ready? Olivia, you ready? Súng đại bác này, đó, quay. Oh, súng đại bác bắn à. Bắn à, bắn à, bắn à. Bắn tè 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 á. Đó, bắn à, bắn, bắn súng à. Ok, that is time for you. You hold it, you hold the gun. Olivia, hold, hold this one, hold this one. Okay, daddy's turn. Okay, hold that one. Yeah. Đó, bắn á. Đó, có súng rồi. Go turn, 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 Olivia. Đó, còn sau mình nữa là người ta bắn mình nữa. Rồi nè. Bắn á, bắn, bắn, bắn. Yeah. Oh my god, oh my god, oh my god. Trời ơi, chỗ nào. Okay, 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 what happened? No, they're shooting. They're shooting, Olivia. Còn shoot. Oh my god, oh my god.
chỗ bên kia, ai da, ai da. Chỗ bên kia cái thuyền kia nó sút mình á, dã man quá. Mình có một tay thôi, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Trời ơi. Trời ơi. It's okay, it's okay, yeah, yeah, yeah. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Người ta bắn. Trời ơi, còn trên kia nữa cái gì ơi, trời ơi, người ta shoot, 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 shoot. Vô quá. Trời ơi, nó bắn. Ai ai. Oh man, mình mới ra cái chỗ mà bắn cái thuyền xịt mình ướt hết luôn. Trời ơi, mấy đứa nhỏ. À, bây giờ mình đói bụng rồi, mình đang ở trong ngay cái chỗ mà gọi là food court. Thì cái chỗ mà mình chắc đi tìm cái gì cho mấy đứa nhỏ. Nhỏ cũng đói thế này. Thì mình quay lại cho coi nha. Đó, cái này là cái food court của họ đó. Vô xong rồi mình đứng đây mình xếp hàng thì chắc họ chỉ có mấy món thôi. À, order mấy cái french fry với lại cánh gà hay là có pizza gì thì mình sẽ lấy. Mấy đứa nhỏ, ok, mình sẽ lấy nha. Ok, mình sẽ lấy cái tray này. Xong mình đợi mình coi. Cái burger này thì mình nói giá là cái gì nha. Cái burger với lại cái french fry là 16.99. Còn cái mà chicken tender ở bên đây của mấy đứa nhỏ thì là cái này là cỡ khoảng cái này là 15.99. Dạ. Yeah. Mình lấy hai cái. Hai cái luôn. Sao không biết mình lấy burger không à? Burger nó nhìn thấy ngon. Ok. Dạ, mình lấy hai cái này trước đi. Ok, mình đã lấy xong, mình chỉ lấy mấy cái chicken tender với lại cái hamburger thôi. Tại vì mấy món khác mình nhìn thấy nó không có đã mắt mấy. Mà lúc nãy mình nói là bao nhiêu cái giá tiền của cái này chắc là 10 giờ mỗi cái. Mỗi cái là cỡ khoảng 15 đồng, 16 đồng nữa. Ok, thôi mình trả tiền. Mình đang đứng đây xếp hàng mà biết họ làm cái gì sao mà lâu quá. Thôi mình ăn luôn. Ok, món ăn mình đã order xong rồi. Cái này là chicken cho mấy đứa nè. Chicken. Xong rồi còn cái này mình nhìn thấy là ngon nhất trong đó thôi, cái burger. Còn lại french fry luôn. Honey mustard and ketchup. Xong rồi lấy ly nước. And nó đi theo kèm cái này luôn, apple juice cho mấy đứa nhỏ. Ok, mình sẽ ăn. Nè Chase. Oh, watch out. Olivia, come on, let's eat. Ok, mình sẽ được ngồi xuống giờ đó. Trời ơi, để cái anh nó vô. Cái thằng cu này nó ngồi vô mà cũng khó khăn nữa. Bella, how you like it? You like it, Bella? Is it good? Ngon không? Olivia is good? Nhìn Bella, Olivia nè. Ok, mời cái gì nha, mời các bạn dùng nha. Cái rai ngon. Rồi nó giòn hơn, ngon hơn nhiều. Mà cái này không có giòn. Rồi cái gì ơi, cái burger nè. Cái gì rồi. Nó hơi nó hơi cứng chút xíu. Cái này nó không có. Dạ. Thì cái này mình chỉ là ăn cho gọi ăn cho vui thôi. Thì thử nha. Ketchup vô cho nó đỡ chút xíu. Rồi lại ketchup vô. Ăn giống y chang. Ăn giống y chang không? Như mình nói đó. Như mình nói. Nó vừa khô mà nó vừa dai dai. Cái này mua là 16 đô. Cái bánh này hả? 16 đô, 15 đô, 15 đô. Tổng cộng là cỡ khoảng da, nó da thành ba mấy đô hay là gì đó. Ủa? Năm mấy á? No. Thì no, cái này kid meal. Dạ, mình mua lộn rồi đó, mình mua kid meal á. Thì cái này da là
Owen nhà 10 đồng. Ờ ok. Nhà 10 đồng 10 đồng. Ê, thì ra là cỡ khoảng 32 đô tính thuế vô. Mắc ăn hơn. Giờ lỡ mua giờ sao bỏ được. Không biết bạn. Thì nói về cái này lắm. Cái gì phải có tâm lý là mưa bão tố gì tới đây đều cũng phải chơi hết. Chơi nhiệt tình. Chơi nhiệt tình đó. Đã lỡ tới rồi, mình lái 1 tiếng rưỡi tới đây rồi á. Mưa, nắng, tuyết chị cũng chơi. Đúng, giờ xếp hàng tối đa luôn. Nào phải làm đấy không? Ừ. Ok, mình sẽ tiếp tục ăn nha cái gì. Mình nhập cái gì sau. Ok. Olivia, bánh chè. Olivia. Chị có ăn sao vậy hả? Ê ê ê. Đó, quậy đó, lại ra quậy đó. Đây, ba la ăn sao ba la? Olivia eat. Bella, you like this place, Bella? Yeah, Olivia, you like it here? Rồi, ta lỗ uống đó, ta lỗ uống đó, uống nhưng chơi cầu ba cẳng mà, đại ca. Không phải là trời ơi, gì chưa? Nói kiểu gì nữa sao tục tiểu quá liếm con chó liếm giống gấu, nó là gấu mà gấu. Ê, quên chứ nó là heo, nó là tuổi heo. Ờ heo heo. Ok các chị ơi, mình mới ăn xong thì bây giờ mình lại đi tiếp tục đi chơi nha. Ờ, quay lại mình mới tìm được cái thuyền này nữa nè, thuyền này nè dắt về Việt Nam được đó nè. Cái gì nãy giờ thuyền nè, thuyền này là thuyền pilot, thuyền nó nhỏ ra trên đó nó chơi đó, kéo thằng cu nữa bắt nó ngồi dưới đây. Tội nó quá, thằng nó đang đứng đang ăn đó, tiếp tục. Ba là nè, con cá sấu nè, cho các chị coi, vô miệng luôn cá sấu luôn á. Vô vô coi trong cá sấu miệng cá sấu nè. Trời ơi. Thấy sao? Trời ơi, wow, cá sấu nhìn thấy chưa? Đẹp, ơi là đẹp, ta xây đẹp cái này hay. Wow. Giờ tiếp tục chơi nha. Đây mình ơi, mình chơi cái nào? Chắc mình chơi cái này đi. Đó, chơi cái này đi. Lấy con frog đó ha. Hay rainbow unicorn. Ok, mình thử chơi cái này nha. Cái này thì mình phải trả 1 đồng, à quên, 3 đô thì là một trái. Còn 10 đô là được 4 lần để thử. Mà mình vô 2 lần á thì mình sẽ được cái con đó. Thì cố gắng nè. Các chị ơi, quay các chị nè, đây này một cái thành phố
mà mình không biết cái này là bên thành phố gì. Ồ, cái này là giống như bên Hollywood mà nó đề là Legowood. Thấy chưa? Đẹp quá. Wow, họ xây nguyên cái này ở đây. Wow. Nguyên chỗ này đẹp thiệt. Ồ, còn bên đây là giống như thành phố bên Las Vegas hay sao? Cái này giống Las Vegas đó. À, đó. Làm đẹp thiệt. Photo. À, nhìn thấy building ở đây nè. Olivia, you see it? Đẹp không? You like it? Wow, look nice, huh, Olivia? Yeah, you see it? Chị coi cái này là Vegas. Yeah, they have a swimming pool over there. Yeah. And they have like cái này là pyramid. Pyramid gọi là tam giác hả? Ở bên giống như Ai Cập. Wow. Đẹp. Oh, cái khu vực ngay đây là giống như là bên phía mà Arizona hay là cái chỗ mà Grand Canyon á. Gọi Grand. Yeah. Look, the people in the boat, Olivia. Oh, Grand Canyon, nhìn thấy không? Công phu đó, làm cái này. Wow. Đẹp chưa? Yeah. À, cái gì ơi, cái gì coi nè. Cái này là cái núi này, nó gọi là Mount Rushmore. Bốn cái gì động thống Washington, ngay đầu tiên. À, còn cái Abraham Lincoln, Roosevelt and người nữa mình quên nè. Quên người tổng thống không biết. Mình sẽ research lại nha. Thôi. Mà đẹp. Wow, họ làm mà build cái này toàn Lego không á. Đẹp hết trời. Quá trời đẹp luôn. Ồ, cái gì thấy không? Cái này là bên đây là phía là của Washington DC. Cái này là một cái cây gọi là một cái bút của Washington DC nè. Họ build ra thiệt rất là đẹp. Còn ở đây là cái White House. Đó. Nhìn thấy chưa? Căn nhà White House đó, căn nhà tổng thống nước Mỹ ở đó. Xây nguyên một cái phố vậy. Cực kỳ là đẹp. Thiệt công phu quá. Wow, đó, nhà tổng thống. Còn tài lũ ngồi đây là lúc nào cũng ngồi vậy đó. Mình cầu xin là tài lũ cứ ngồi vậy thôi, mình cứ đuẩn là được rồi. Dạ. Dạ. Cái này mấy cái nhà là nhà cũ ngày xưa của bên New York. À, xong rồi họ sẽ biến thành giống như đây. Nè, cái gì coi đi. Statue of Liberty. Đó. Quá trời đẹp chưa. Yeah. Không, nguyên cái khu vực này là khu vực thuộc về New York. Có Statue of Liberty. Yeah. Xong rồi cái này là Brooklyn Museum. Yeah, Brooklyn Library. Đó, bên New York cái này là Barclays Center. Đó. Yeah. Còn cái khu vực này bên đây là đúng là bên trên Manhattan nè, cái kiểu townhouse của Manhattan kiểu vậy đó. Sau cái này là ngay bên Queen cái chỗ mà city cái chỗ mà làm mà US Open đó là ngay đây nè, US Open đánh US Open nữa ngay đó. Cái stadium đó là của Citibank hay sao? Yeah, that's right, Citibank. Mà cái đó nè, cái cầu ngay đây là cái này Brooklyn Bridge. Đó, nguyên cái khu phố ngay đây là trời là New York City đó các chị. Đẹp. Olivia, what are you doing? Huh? You turn the wheel? Bella, show daddy. Turn. Wow, you turn the wheel? Oh, wow. Cái đó là quay cái này. Wow, họ dedicate nguyên một cái khu vực này là xây cho
cho New York không á. Cái gì? Cái này là thuộc yep. Cái này nguyên cái này là cho New York. Khu vực ngay đây, Hawaii. Wow, quá đẹp. Vậy là mình cũng phải nói công nhận New York cũng là dữ dội hơn. Đó, nguyên cái building này là của bên New York nè. Đó. Cái building ngay đây là cái building mới của ngay chỗ mà World Trade Center á, thì nó tên lại là Freedom Tower là ngay đây. Đó. Còn ngay đây là cái mấy cái building mà nổi tiếng của bên New York. Wow. Và có hết luôn. Đẹp thiệt. Đẹp chưa? 21 cứ theo kênh Brian, Brian sẽ dẫn các vị tới chính thức mấy cái chỗ ngay đây, ok? Watch out. Wow, cái gì ơi, bên đây là tiếp tục bên New York luôn. Nguyên cái chỗ này là New York area. Nè, cái chỗ ngay đây là khu vực mà Hudson Yard. Lúc kia Brian dẫn anh thấy công đi đó là cái building đó, The Edge. Wow, đẹp chưa? Hay công nhận. Cái này là MSG, là Madison Square Garden. Đó. Nhìn thấy mấy cái building này chưa? Empire State Building nè. Wow. Xây này giống y chang ở bên New York. Đẹp hết. Đúng là cực kỳ đẹp. Quá trời đẹp. Đó. Cái này là cái nổi tiếng, cái church ở bên New York. Đó, cái building ngay đây là cái building mà đang bán một cái hộ trong đó là Ryan nhớ cái đó ngay Central Park. Cái building này của Ryan Sohan đang bán cái này á. Cái mà penthouse lầu 96 á là 169 triệu mắc nhất ở bên New York. Điều giỏi ha. Họ cũng có mấy cái building này đầy hết. Wow. Mình chưa nhìn thấy New York nhưng mà mình cảm giác thiệt. Mình nhìn thấy ở đây họ trưng lên mấy cái này là quá là đẹp. Tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Thế cái này là khu vực mà ngay Central Park. Họ cũng làm ra Central Park. Nó có một cái chỗ khu vực mà The Zoo ở trong Central Park. Xong cái nổi tiếng của Central Park là cái bồn binh ngay đây, Central Park. Được chưa? Thì như Brian nói, các vị cứ theo kênh của Brian thì Brian sẽ cố gắng dẫn các vị tới ở cái chỗ này thật sự. Sorry. Đó. Wow, thiệt là cực kỳ đẹp. Oh wow, họ cũng có cái building. Cái building này thì hy vọng Brian đang setup để vô coi. Nó có một cái hộ tuốt bên trên kia là một lầu 125 hay là gì đó là 1,5 triệu cái căn hộ penthouse đó. Wow, 150 triệu chứ không phải 1 triệu, 150 triệu cái lầu penthouse trên đó. Quá là cực kỳ đẹp. Và họ làm cái thành phố New York luôn. Ngay đây là Times Square, you know, Times Square. Wow. Công nhận đẹp thiệt. Mình ở New York nhiều quá, mình không có giống như đi ra ngoài coi á, mình coi ở ngoài thiệt. Công nhận đẹp New York, nhiều nhiều chỗ mà đi thiệt. Yeah. Wow. Nè, cái chỗ ngay đây cũng là thuộc về bên New York mà cái này là Bronx Zoo, cái chỗ mà cái zoo bên The Bronx. Nếu cái gì muốn thì Brian dẫn cái gì comment bên dưới nha. Nếu cái gì muốn đi coi sở thú và Brian dẫn cái gì đi. Bronx Zoo là một cái zoo mà bự nhất bên New York luôn. Mà thiệt, wow, mình không ngờ là cái này nó người ở đây họ xây nguyên một cái khu vực ngay đây là toàn là thuộc về cho New York hết. Thì mấy cái địa điểm nào đẹp là toàn là ở đây xây lại hết luôn. Wow, công nhận ấy, cái gì ơi, ở đây đẹp quá trời đẹp. Họ xây nguyên khu vực này thuộc về cũng là New York City. Thì chắc mình sẽ out show ngay đây luôn. Mình cũng mệt rồi. Nó, cái này cũng là mình đi lên kia là cũng đi ra xe. Thì hy vọng các vị thích cái episode như vậy. Nên kiểu là cái
yêu cầu các vị là các bạn mình làm một cái vlog đó, thì cái này là một cái vlog đầu tiên. Và xong rồi á, mình sau đi, sau khi cái này á, mình đi qua cái căn hộ mà mình mướn lại bạn mình á, cái căn nhà, quên, căn nhà, sorry, đúng rồi, không phải căn hộ, căn nhà mình mướn lại bạn mình á, thì mình sẽ dẫn các vị coi cái episode tới. Ok, thì hy vọng các vị like, subscribe and tiếp tục follow Brian nha. Ok, hy vọng see các vị soon. See, bye bye, peace. Wow, cũng đẹp. Họ xây nguyên cái khu vực này dedicated cho New York City. Thấy chưa?